Những ngày qua, như bao game thủ khác, tôi đã đắm chìm trong thế giới phù thủy cùng Hogwarts Legacy. Cái game này chắc không cần phải nói nữa vì khen chê có đủ trên mạng hết rồi, và bản thân tôi thì thấy game khá hay. Mọi khía cạnh trong trò chơi đều khiến game thủ cảm nhận được bản thân là một học sinh lớp 5 của trường phù thủy và pháp sư Hogwarts. Nhưng có một thứ tôi rất không hài lòng, đó là phần tạo hình gương mặt của nhân vật. Tôi đã từng mơ ước mình sẽ vào vai một phù thủy có vẻ ngoài như thế này, hoặc chí ít cũng phải lung linh như pha đạp kiểu này. Có điều thứ tôi được nhận là những gương mặt được làm sẵn, và thú thật là tôi thích thế giới phù thủy của game, nhưng lại cảm thấy sang chấn tâm lý với những hình mẫu được dựng sẵn như vậy. Có lẽ gu thẩm mỹ về diện mạo giữa tay và ta có sự khác biệt to lớn nào đó chăng? Sau khi học xong 3 lời nguyền không thể tha thứ và có xu hướng trở thành chúa tể hắc ám, tôi bắt đầu cảm thấy mình không thể chịu đựng được cái thẩm mỹ này nữa, nên quyết định hỏi con bé trong tim. Có trò nào được tự do tùy biến gương mặt để sáng tạo ra những trai xinh gái đẹp cho cuộc sống bớt nhàm chán hay không? Không có nhiều thời gian, nó quăng ngay cái câu xanh rờn là ông anh đã quá già hay quá lạc hậu. Anh có biết game Revelation Thiên Dụ nổi tiếng hay không? Không biết à? Tại sao anh có thể không biết khi mà đây là bom tấn MMORPG đa nền tảng với bản PC rất thành công, trong khi Android và iOS sắp được VNG Games phát hành tại 6 quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Singapore và Malaysia. Tại sao anh không biết một con game siêu cấp VIP Pro khi có kinh phí đầu tư lên tới hơn 70 triệu USD và được phát hành thành công tại các thị trường lớn của châu Á? Quan trọng nhất là game sẽ chính thức ra mắt vào ngày 2 tháng 3 năm 2023 với tính năng nặng mặt siêu cấp mà ai cũng mê mẩn. Nếu không tin, có thể duyệt cho em nghỉ phép 3 ngày để ứ với người yêu. Sau khi đi chơi về tâm trạng vui vẻ, em sẽ hướng dẫn anh ngồi sáng tạo, bảo đảm thú vị. Thú thật là tôi không biết, nhưng với tâm niệm người độc ác thường sống thảnh thơi, dĩ nhiên tôi say how about và bắt đầu lọ mọ vào game chơi thử, đồng thời sáng tạo các kiểu của đại điểu xem nó có ngon như là quảng cáo hay không, vì nghe nó kinh quá đi. Khoan nói tới vụ tạo nhân vật, đầu tiên tôi thấy cái game này có nhiều lớp nhân vật đa dạng để người ta chọn lựa. Tên nhân vật thì sặc mùi ti nghiệp như Ngọc Hư, Thạch Đường, Lịch Lung, Quá Nhẫn, Lưu Quang. Nhưng thực tế là nó vẫn được phân loại cụ thể tùy theo vai trò của nhân vật đó trên chiến trường. Nếu từng chơi các game nhập vai kỳ ảo Tây Phương thì chắc người ta sẽ không quá xa lạ, bởi đọc xong mô tả nhân vật thì đã biết chọn cho mình nhân vật nào để bắt đầu rồi. Chọn xong class thì đến phần quan trọng nhất, tạo hình cho nhân vật của mình. Đầu tiên là chọn hình thể nam, nữ hoặc loli, sau đó ráp vào nhiều khuôn mặt đã được nhà phát triển tạo sẵn. Nói thì nói thế thôi, chứ tôi biết thừa là chẳng ai chơi Revelation Thiên Dụ mà đi dùng bộ mặt được tạo sẵn cả, trừ khi quá lười. Đúng. Còn lại đều sẽ tốn rất nhiều thời gian để ngồi nắn nót sao cho ra một giao diện mình cảm thấy vừa ý nhất. Tôi đã chứng kiến một đứa bạn chơi một game kiểu như vậy, và sau khi một tiếng đồng hồ ngồi mò mẫm, nó vẫn chưa nặn được một gương mặt mà bản thân cảm thấy vừa ý. Còn không biết nên mời nó chơi bom tấn Revelation Thiên Dụ hay không nữa, bởi nhiều khả năng con hàng này sẽ trầm mê bất tận trong bộ công cụ tạo gương mặt của trò chơi mà quên luôn việc thưởng thức game. Có thể nói, từ những nét chính tạo nên ngũ quan của gương mặt như là vầng trán, gò má, cằm, sống mũi, xương quai hàm, cho đến những chi tiết tưởng chừng nhỏ hơn vẫn có thể tinh chỉnh được theo ý muốn. Cụ thể hơn, chiều rộng của cánh mũi, nhân trung sâu cạn hay khoảng cách giữa hai mắt đều có thể tùy chỉnh một cách trực quan nhất thông qua các thanh trượt trên màn hình. Dĩ nhiên tôi không phải là bác sĩ thẩm mỹ, thế nên có những pha kéo thanh trượt quá tài, vô tình tạo thành một tác phẩm cực kỳ sai trái về mặt giải phẫu học. Nhưng mà không sao, Revelation Thiên Dụ đã tính hết nên có thể dùng hai mũi tên tiếp tục và quay lại để sửa chữa những sai lầm ngay lập tức. Nice. Đó chưa phải là tất cả, bởi sau khi có được một khuôn mặt vừa ý, chúng ta sẽ được tiếp xúc với một trong bốn đại tà thuật nổi tiếng của châu Á là trang điểm. Phép thuật này có thể biến một khuôn mặt chỉ hơi ưa nhìn trở thành nữ thần quốc dân. Một đường mascara đúng chỗ có thể khiến đôi mắt lương trở thành mỹ nhân mơ màng. Một màu son phù hợp có thể biến bờ môi khô héo nhất trở nên gợi cảm. Hoặc kiểu tóc phù hợp có thể khiến tổng thể diện mạo trở nên ưa nhìn hơn rất nhiều. Nặng mặt, trang điểm lồng lộn và khoác lên mình trang phục thời thượng cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu thiên hạ không được chiêm ngưỡng thành quả của bạn. Đừng lo lắng, bởi mọi thứ đều có thể chia sẻ hết sức dễ dàng thông qua mã QR của Revelation Thiên Dụ. Chỉ cần chạm vào nút máy ảnh ở góc trên bên phải màn hình, gương mặt mà bạn mất công sáng tạo sẽ được chụp lại để share lên các mạng xã hội như Facebook, Instagram. Bức ảnh còn được đính kèm một mã QR ở cạnh trái, cho phép người xem sử dụng lại khuôn mặt này nếu cảm thấy thích. Mời đẹp! Quả nhiên, game bom tấn nó có khác. Vốn là một tính năng cực kỳ tiện lợi cho dân lười mà trước giờ ít thấy game nào để ý tới, thì Revelation Thiên Dụ lại quan tâm kỹ lưỡng.
tất nhiên ngoài phần tu sửa dung nhan thì Revelation Thiên Dụ vẫn có nhiều tính năng cơ bản của một game MMORPG để người ta có thể khám phá. Ấn tượng đầu tiên chắc chắn là đồ họa 3D tươi sáng rực rỡ, tái hiện công phu một thế giới đầy màu sắc, đậm chất huyền ảo mà một khi đã mê mẩn bạn sẽ khó có thể dứt ra được. Những người mê chụp ảnh trong game sẽ cảm thấy hài lòng với thế giới hùng vĩ trong game, bởi bất cứ khung cảnh hoành tráng nào khi ghé thăm cũng có thể cho ra lò những tấm ảnh sống ảo đẹp mắt. Thêm một vài góc chụp ảnh được setup kỹ lưỡng có thể mang lại những bức ảnh để đời mà sau này dù còn trải nghiệm game hay không thì Facebook mỗi năm sẽ nhắc lại một lần để người ta chợt nhớ ra có thời mình từng lang thang trong Revelation Thiên Dụ chỉ để tìm ra những nơi ngắm cảnh đẹp nhất. Đối với người chơi hệ đấm nhau, quan tâm nhiều đến yếu tố mỹ học về bạo lực thì hệ thống kỹ năng và chiêu thức trong game cũng thỏa mãn được thú vui đó thông qua hiệu ứng chiến đấu hết sức đã mắt. Từ đòn đánh xây dựng chi tiết để nhân vật ra chiêu cực kỳ mãn nhãn, từ đó giúp cho mỗi trận chiến đều đạt được sự phấn khích cần thiết. Đó là còn chưa kể đến sự tương tác đa dạng với môi trường, giúp trải nghiệm của người chơi càng thêm hoàn hảo. Một chú mèo hoang đang thong thả đi dạo có thể trở thành đối tượng để game thủ giày vò cho đến khi hoàng thượng được thỏa mãn phê như con tê tê. Một dòng suối nên thơ có thể là bãi tắm lộ thiên để chụp lại những tấm ảnh mát mắt. Hay nếu thích chơi người tuyết thì cũng có thể thực hiện thao tác đó. Tất nhiên chúng ta phải tìm được khu vực có cảnh quan môi trường và thời tiết phù hợp. Chuyện gì cũng có thể làm được miễn là nó hợp với logic, chứ không thể nào chơi trượt tuyết trong sa mạc. Đó là sự chân thật trong Revelation Thiên Dụ. Phần âm nhạc trong game cũng được thể hiện tốt để những giây phút ngồi chill sau trận chiến trở nên thi vị hơn. Có nhạc trong game đủ đa dạng để chúng ta có thể ngồi nghe trong thời gian dài khi trải nghiệm trò chơi mà không tạo ra cảm giác bị trùng lập. Nói chung game đáp ứng được nhiều nhu cầu khi bạn có nhu cầu tìm kiếm một game mobile đủ tự do để làm điều mình thích. Cày cuốc cũng được mà ngao du sơn thủy cũng ok nốt. Nó mới là thứ chúng ta mong muốn khi chơi game chứ không phải mở điện thoại lên rồi bị con game nó chơi. Có thể nói, với thông điệp gửi gắm vô cùng đơn giản mà ý nghĩa là thế giới của bạn sống đậm chất riêng, bom tấn Revelation Thiên Dụ hứa hẹn sẽ mang tới vô vàn trải nghiệm đặc sắc cho người chơi. Chẳng ai mong muốn mình trở nên tầm thường đơn điệu dễ hòa tan vào đám đông, nhưng cuộc sống khắc nghiệt này khiến ta phải chấp nhận chuyện đó. Vậy thì sao không trở nên khác biệt, ít nhất là trong một game hạng A thú vị như Revelation Thiên Dụ? Game là thế giới ảo, nên không ai phán xét bạn, và trong con game này, ít nhất bạn cũng được một lần tùy ý sáng tạo diện mạo của riêng mình, hay hóa thân thành bất cứ hình mẫu nào bản thân mong muốn. Đó là sự tự do mà một trò chơi có thể mang đến, hoặc có khi lại trở thành tiền đề cho hành trình phiêu lưu mạo hiểm bất tận cùng từ game MMORPG mới nhất đến từ VNG Games và NetEase thì sao nhỉ? Game đẳng cấp thì giá trị phần thưởng cũng phải cao cấp. Đó là lý do vì sao nhiều game thủ Việt cảm thấy hào hứng khi biết rằng VG Games mang hẳn kim cương và tiền tươi thóc thật ra làm phần thưởng cho sự kiện Revelation Thiên Dụ chuẩn bị ra mắt chính thức tại khu vực Đông Nam Á. Cụ thể, khi tham gia vào event Đến Chân Mây nhận ngay kim cương kéo dài từ ngày 5 tháng 2 năm 2023 đến ngày 16 tháng 3 năm 2023, người chơi sẽ có cơ hội giành được những phần thưởng vô cùng giá trị, bao gồm một giải đặc biệt viên kim cương Revelation hơn 1.2 carat trị giá 500 triệu đồng, một giải vàng túi Small Lady Dior, hai giải bạc iPhone 14 Pro Max 256GB và bộ đôi case độc quyền đến từ Revelation. Để tận hưởng trò chơi một cách trọn vẹn nhất, hãy đăng ký trước và tải game từ ngày 27 tháng 2 trên các nền tảng di động như Android và iOS để chuẩn bị sẵn sàng cho ngày ra mắt chính thức vào ngày 2 tháng 3 năm 2023.